Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố góc hai mặt tiền được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tín muốn giới thiệu đến quý khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 17m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng chặt và sân thượng ở phía trước của căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình là căn nhà góc hai mặt tiền, cho nên được anh chị mở cửa sổ ra bên ngoài rất là nhiều để lấy gió và ánh sáng vào bên trong, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Đây là cái khu vực mặt tiền ở bên hông của căn nhà. Và với căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm rộng lên đến 8m, một con hẻm thông, xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đây là con đường ở phía trước của căn nhà, một con đường nằm trong khu phân lô và mình nằm trên một con đường đường thông, một khu phân lô nhà lầu rất là đẹp. Và với căn nhà mình thì đang có hướng là hướng đông nam, phục tràng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho một căn nhà góc hai mặt tiền được anh chị thiết kế rất là đẹp này. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng 1m để mình để giày dép cũng như mũ bảo hiểm. Bên trên cũng được anh chị lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Và di chuyển vào bên trong mình chỉ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách trên tầng trệt. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80. Hai bên tường cũng được anh chị dán giấy cũng như ốp nhựa trang trí rất là đẹp. Và với căn nhà ở góc hai mặt tiền thế này được anh chị mở cửa sổ ra bên ngoài cũng như là những mảng kính cường lực để lấy ánh sáng vào bên trong rất là thoáng và rất là mát. Và nếu gia đình mình có xe hơi thì mình để ở phía bên ngoài này, thì khu vực không gian phòng khách mình sẽ dời lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn nếu gia đình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực dưới tầng trệt mình làm phòng khách. Và di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Với tay vịn cầu thang như trụ cầu thang được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương với tông màu đen và màu trắng, cũng như là mình sẽ có những mảng lan can được làm bằng kính cường lực. Và đối diện với khu vực cầu thang thì mình sẽ có một bộ cửa hai cánh mở ra con hẻm bên hông để thấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà rất là thoáng và rất là mát. Và di chuyển vào khu vực phía sau sẽ là không gian phòng bếp căn nhà. Và với tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường, mặt đá hoa cương, mình sẽ có một bộ cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng. Cũng như di chuyển đến khu vực phía sau mình sẽ có khoảng không gian giếng trời để lấy gió và ánh sáng và mật độ xây dựng từ 1m ở phía sau. Thì được anh chị thiết kế cho mình có một cái nhà vệ sinh cũng là khoảng không gian giếng trời ở phía sau để lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá 8 tỷ 200 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà góc hai mặt tiền đang có hướng là hướng đông nam, hướng rất là hiếm tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì căn nhà mình rẽ tay trái là di chuyển ra trục đường Trường Chinh và mình rẽ tay phải là di chuyển ra trục đường Quang Trung để về trung tâm thành phố. Thì di chuyển bằng hai con đường Trường Chinh và con đường Quang Trung. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng độ 25 phút và mình về sân bay thì tầm cỡ khoảng độ 10-15 phút, rất là gần. Với căn nhà nằm đối diện với cổng sân golf Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và là căn nhà góc hai mặt tiền cho nên được anh chị thiết kế rất là đẹp, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang được anh chị chủ nhà gửi bán bên Nhà đất Hoàng Tiến chỉ với giá 8 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng. Với căn nhà mình thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mới mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Một căn nhà nằm ngay trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay ngã ba của Phạm Văn Bạch và
Trần Thị Trọng với căn nhà nằm sát với lại chợ Phạm Văn Bạch cũng như là sát với lại trục đường Trường Chinh thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Với căn nhà mình thì là căn nhà góc hai mặt tiền, cho nên được anh chị mở cửa sổ ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng vào bên trong rất là thoáng. Và căn nhà mình thì đang có hướng chính là hướng đông nam và hướng bên hông sẽ là hướng đông bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh đông và mệnh tây tứ trạch, với căn nhà gốc hai mặt tiền và chỉ với giá 8 tỷ 200 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý nhà còn thể sở ngay cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Anh chị mình cũng mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày, và anh chị có hỗ trợ của ngân hàng nếu gia đình có nhu cầu cần vay thêm tiền để mua căn nhà này, thì anh chị sẽ hỗ trợ gia đình mình với mức vay tối đa căn nhà lên đến 7-80% giá trị của căn nhà này. Một căn nhà nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh và đối diện với lại cổng sân golf Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ thì khách hàng đang xem video và cảm thấy căn nhà gốc hai mặt tiền này phù hợp với gia đình mình, thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hàng đi xem. Một căn nhà nằm trên một con đường thông, thuận tiện để khách hàng mua ở, mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại nhà. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ thôi là khách hàng có thể sở hữu cho mình căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong, mà là ở căn nhà gốc hai mặt tiền rất là thoáng và rất là mát. Với căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài lên đến 17m, ngang 4m1 và chiều dài lên đến 17m, và được các chủ nhà xây dựng cũng như là hết đất và trừ một cái 1m ở phía sau khoảng lùi xây dựng, và được các chị thiết kế mở cửa sổ ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà rất là thoáng. Với căn nhà gốc hai mặt tiền và được các anh chị thiết kế có tầng lửng để gia đình có xe hơi mình để vào bên trong, thì phòng khách mình sẽ rời lên phía bên trên tầng lửng. Còn nếu gia đình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt mình làm phòng khách, và tầng lửng thì mình làm phòng sinh hoạt chung hoặc là phòng làm việc rất là thuận tiện. Và đây là khu vực phía bên trên, khu vực sân thượng căn nhà. Bên trong sẽ là khu vực không gian phòng giặt và phía ngoài sẽ là khu vực khoảng sân ở phía trước để mình vui chơi hóng mát trồng cây, và được anh chị có làm cho mình một cái thang để đi lên trên mái, với không gian phòng giặt cũng như là khu vực phía sau được anh chị thiết kế mình có một cái phòng rất là rộng ở phía sau, thì phòng này mình có thể chuyển đổi công năng, mình có thể làm phòng ngủ, phòng sinh hoạt cũng như là phòng tập thể dục rất là thuận tiện. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà gốc hai mặt tiền này phù hợp với gia đình mình, thế nhanh tay liên hệ về với số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc, hẹn lại quý hàng trong những video tiếp theo.